Mới đây, Công an huyện Gia Lai cho biết vừa giải cứu thành công 7 thiếu nữ bị nhốt, bắt ép làm dịch vụ massage tại nhà nghỉ Mai Thi, thôn ơi Hờ Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, đồng thời khởi tố hai đối tượng để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi, giữ người trái pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trịnh Thị Mai, 40 tuổi, trú tại phường Treo Reo, thị xã Ia -un Pa và Trần Minh Trung, 38 tuổi, trú tại xã Iayok, huyện Iagrai, để điều tra về tội mua bán người dưới 16 tuổi và giữ người trái pháp luật. Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận tin trình báo của gia đình chị DTHT ở Tiền Giang về việc chị T đang bị giữ tại cơ sở massage Mai Thi thuộc địa bàn huyện Phú Thuyện, tỉnh Gia Lai từ tháng 8 năm 2022. Nếu muốn đưa chị về nhà, gia đình chị T phải trả tiền chuộc là 70 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ Trịnh Thị Mai, chủ cơ sở nhà nghỉ và massage Mai Thi tại xã Ia Hiao, Phú Thiện, đang giữ 7 nhân viên để làm việc massage. Hầu hết các nạn nhân đều bị giữ trú tại tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ như Tiền Giang, Hậu Giang, Tây Ninh, Đồng Nai. Các nạn nhân đều dưới 16 tuổi, đặc biệt có trường hợp chỉ mới sinh năm 2009. Lực lượng công an đã tiến hành giải cứu các nạn nhân, trong đó có chị T và bàn giao cho gia đình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Mai và Trần Minh Trung. Hiện nay, tội phạm mua bán người đã xảy ra trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố. Vì vậy, phòng chống mua bán người không chỉ là sự nỗ lực của riêng lực lượng chức năng mà phải có sự chung tay vào cuộc của cả cộng đồng. Các vụ cục thuộc các bộ, ngành có liên quan và địa phương chặt chẽ, thống nhất nhằm ngăn chặn hạn chế sự gia tăng của loại tội phạm này.